Oppo F1S. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mình lang thang những con đường vắng, rồi say sưa tiếng yêu đẹp tựa một giấc mơ nào riêng em. Ngày em đi cách xa thành phố, tình yêu kia mãi chưa thành lời mà đã trôi theo nước mắt lặng lẽ. Mong ngày tháng qua thật nhanh em về bên người, tình ta vui đường xanh nắng xanh. Và em sẽ lại mong được rèn yêu thương cả trong giấc mơ, nguyện cầu cho vơi đi những cô đơn tuyệt vọng. Vì đời không như là mơ, đừng để tim ta một giây ngất ngơ, thì lời yêu kia giờ đây đâu thành lặng lẽ. Mong ngày tháng qua thật nhanh em về bên người, tình ta vui đường xanh nắng sáng. Và em sẽ lại mong được rèn yêu thương cả trong giấc mơ, nguyện cầu cho vơi đi những cô đơn tuyệt vọng. Vì đời không như là mơ, thì lời yêu kia giờ đây đâu thành tiếng chia xa. Dẫu biết ước muốn như là giấc mơ vô tận, mà sao tình yêu cứ trôi thật xa mãi. Và em sẽ lại mong dành yêu thương cả trong giấc mơ, mình cầu cho đây chương trình diễn rất là đẹp đúng không ạ? Lộng lẫy bước ra như là một siêu mẫu. Khang ơi, đứng xa ra cho nó an toàn. Tôi xin chào Kiều Diễm. Và thật sự khi em bước ra sân khấu, nhạc sĩ Ngọc Châu đang nhìn tôi với một ánh mắt đang rất long lanh, như thì thầm mùa xuân nói với tôi một điều gì đó. Và tôi cảm thấy rất là may mắn khi hôm ấy tôi không gạt cần cho em. Bởi vì nếu em về với đội tôi ấy, thì thật sự là sẽ đố kỵ rồi bùng nổ, rồi nó rất là khủng khiếp. Bởi vì đơn giản là em rất là đẹp. Em là người phụ nữ có nhan sắc. Em hát rất là hay. Mà thật sự là tôi lại rất là bất ngờ khi mà em còn sáng tác nữa. Thì quả thật trong tôi đang rất là nhiều những cái dấu chấm hỏi. Và bạn có một cái mà tôi thích nhất, đấy là cái sự lạnh của bạn. Khi bạn hát một cái bài như này mà tôi đảm bảo là 10 ca sĩ khác, nếu như các cô ấy hát thì các cô sẽ nấc lên, các cô sẽ khóc lên. Thậm chí các cô hòa vỡ trên sân khấu á. Nhưng bạn giữ được một cái độ lạnh nhất định. Và cái đấy là với tôi là một cái giọng hát rất là văn minh. Và tôi thật sự rất là thích bạn.
À, anh Đức Trí có thấy là anh Sơn hôm nay cái cảm xúc của anh như vỡ òa khi mà Trương Kiều Diễm bước lên sân khấu không ạ? Anh hiểu anh Sơn lắm em ạ. À, anh rất là giống anh. Anh Sơn thiếu bình tĩnh quá anh Sơn. Sơn bình tĩnh đi Sơn. Chúng ta nói về âm nhạc nhiều hơn. Thật ra thì đứng trước một cái nhan sắc như này thì một người đàn ông như Lê Minh Sơn mất bình tĩnh là chuyện bình thường. Cho nên cô ấy mới tên là Kiều Diễm em ạ. À, tôi nói một chút, bài của em được nhiều nhất đó là một cái sự trong trẻo, rất tinh khiết. Tuy là những cái đoạn đầu á không mới, nhưng mà tôi là rất là thích cái câu ở điệp khúc. Và em sẽ lại mong, thì tôi hiểu thì lúc đó là son thăng. Được dệt yêu thương cả trong, trong và mong đấy cùng một cao độ. Nhưng lúc này tôi lại hiểu nó là la giáng. Và nó ở một cái hợp âm bốn thứ, nó khiến cho bài hát nó lung linh lên rất là nhiều. Và tôi nghĩ đây chính là cái điểm cộng của cái bài hát này. Tôi cực kỳ thích cái câu hát này. Nó là một cái nét dễ nhớ. Si giáng chứ không phải là la giáng. La giáng. Mi son son mi son thăng đúng không? La mì... do la si bemol. Yeah. Si bemol. Son son mi si. Em nghi cái nốt đấy là của anh Đức Trí đó. Không, em phải nhớ rằng như thế này, cô ấy là một người chơi đàn và học môn hòa âm với cả anh Trần Mạnh Hùng. Ồ, thế thì chúc mừng em về cái nốt nhạc đấy. Anh Trần Mạnh Hùng là một người bạn của anh và anh cũng là một người rất là kính trọng anh ấy. Cô ấy đã có một người thầy tốt và cô ấy đã học âm nhạc rất là tốt. Tôi rất là ngạc nhiên khi biết rằng là trước khi đến với cuộc thi Sen Ba Son thì cô ấy đã có rất nhiều bài hát. Và thậm chí là một bài hát về mưa mà Trung Quân đã hát rất là nổi tiếng trước đây. Về âm nhạc thì chúng ta sẽ không phải bàn cãi về điều đó nữa. Nhưng phải nói rằng lúc đầu tôi rất băn khoăn ở cái đoạn điệp khúc. Bởi vì bạn ấy không đi theo cái lối mòn là ta da 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 da. Thì cái cách của Kiều Diễm là như vậy thì trong một cái like cliché rất là quen. Tại sao trước người đẹp như thế này mà mọi người cứ phân tích về âm nhạc nhiều thế? Để cho anh xong đã. Thì anh gọi nó là cái nét mà gây thương nhớ. Tức là lần đầu nghe không thích, nhưng mà lần thứ hai anh vẫn nói chứ sửa đi, không được đâu, anh không lấy cái này. Cho đến lần thứ ba anh nói chứ không, bây giờ bắt đầu anh thích rồi đấy. Tức là lần thứ ba, lần thứ tư bắt đầu từ từ. Và cuối cùng nó chính là cái đáng nhớ nhất của cái bài đó. Trong khi cái A rất là an toàn, không ai nhớ cả. Nếu mà nói về âm nhạc thì chúng ta sẽ nói một chút xíu về cái điệp khúc, nó thú vị như thế. Còn tôi thì thế này, nếu mà Trương Kiều Diễm sau này thực sự là một nhạc sĩ sáng tác chuyên nghiệp thì sẽ cải thiện cái mặt hình ảnh cho các nữ nhạc sĩ rất là nhiều. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp và chân dài nữa. Đó, thực ra là em nên là một nhạc sĩ chuyên nghiệp nhé. Còn về bài hát này, quả thực là một bài hát rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Nhưng mà tôi có cảm giác như là Diễm ơi giống tôi cái là chúng ta sáng tác cho người khác hát thì hợp hơn. Tức là cái bài này tôi thấy là người khác hát hợp hơn là Diễm hát. Anh thấy bài này em hát rất là hay, em đừng có đưa cho ai hết. Cho tôi nói một câu nữa, tôi không nói về chuyện nhan sắc hay là sắc đẹp của em nữa. Mà thật sự khi nghe em hát ấy, tôi biết là có thể làm được gì do cái giọng hát này rồi. Là sau cuộc thi này, tôi nghĩ là tôi sẽ là người trợ giúp cho em nếu em cần. Bởi vì tôi đã loáng thoáng đâu đó, tôi đã biết tôi phải làm cái gì rồi. Ok, còn nhạc sĩ Đức Trí đây rồi. Bước qua xác chết của tôi. Em nói là sau cuộc thi cơ mà. Xin cảm ơn anh Sơn. Nãy giờ chúng tôi thấy được cái sự nhiệt tình, hào hứng và cái sự yêu mến Kiều Diễm như thế nào của anh đã được thể hiện qua những cái lời nhận xét này. Và anh Trí anh vẫn còn đang ở đây để anh chăm lo cho sau cuộc thi. Dạ vâng. Thưa quý vị, bây giờ đây thì Nguyên Khang xin mời hội đồng chuyên môn. Về cái bài hát này á thì anh thấy rất là dễ thương, đáng yêu, mà nghe thì nó bay bổng nhẹ nhàng, nhưng mà để nó để lại trong suy nghĩ của mọi người thì nó rất là khó. Nó sẽ giống như tất cả những cái bài hát trên thị trường hiện nay, rất là nhiều bài sẽ tương tự như vậy. Cái thứ hai nữa là nếu mà em có đi theo cái dòng sáng tác này thì chắc là anh Đức Trí sẽ hướng dẫn cho em rất là nhiều, tại vì những cái dòng nhạc này là thế mạnh nhất của anh Đức Trí và anh nghĩ là sẽ hợp với em á. Ý em nói tức là sau cuộc thi này cứ nên tiếp tục với anh Đức Trí đúng không? Dạ đúng rồi. Cảm ơn em. Khi mà dựng hình đó mình lúp cái đoạn này lại nhiều lần cho anh nhé. Xin được cảm ơn nhà báo Vĩnh Duy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của hội đồng chuyên môn sẽ dành cho cái tiết mục này của Trương Kiều Diễm. Và Nguyễn Khang xin phép mời hội đồng chuyên môn ở hạng 1, xin mời. Có 8 phiếu bình chọn cho Kiều Diễm. Và bây giờ chúng tôi xin mời hạng thứ 2. Có 2 người bình chọn cho tiết mục này. Và xin mời hội đồng chuyên môn hạng 3, xin mời.
có 3 phiếu. Như vậy là chúng ta có được 13 điểm. Xin được chúc mừng Kiều Diễm. Xin cảm ơn Kiều Diễm rất nhiều. Cảm ơn bạn.